an lành. Biết là hôm nay là không biết có phải là nãy lên thang máy nghe Quang Bảo nói hôm nay là ngày tốt, cho nên có khoảng 5-6 cái event tổ chức cùng lúc. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến đây rất là đông để tham gia cái buổi ra mắt phim của Nhà Bà Nữ lần này. Như quý vị đã biết là trong thời gian trước đây, gần đây thì quý vị có tham gia một cái buổi ra mắt dự án phim tên là Mai của Thành. Vì dự án phim đó là một dự án phim mà đầu tư khá là nặng về cả vốn đầu tư lẫn cả hình ảnh và chất xám, cho nên là Trấn Thành sẽ tạm thời bảo lưu cái dự án lại một chút xíu. Bởi vì nó rất là mất thời gian trong cái khâu casting, rất là khó để tìm ra một cái diễn viên phù hợp mà đúng như Thành mong muốn. Thì trong thời gian đó thì Thành không thể cứ chỉ tìm diễn viên mà ngồi không. Thì tôi luôn thấy cái Tết là một cái dịp mà tất cả mọi người đều nên ra rạp xem phim. Bởi vì đó là cách giải trí rất là gia đình, rất là ấm cúng và rất là gần gũi. Thành muốn làm một cái gì đó để cho khán giả ở Việt Nam họ bắt đầu có một cái thói quen là Tết là sẽ vào rạp xem phim hay, chứ không phải là chỉ xem phim vui. Tại vì người Việt mình thích là ở đến đó rồi cười cười xong rồi đi về. Xong rồi rất là nhiều những cái bộ phim mà theo Thành thì nó chỉ vì là Tết cho nên nó có mặt. Cho nên Thành hy vọng rằng là với một cái thị trường tốt như là ngày Tết thì lúc đó là nơi người Việt mình có nhiều thời gian nhất để dành cho nhau, thì người ta nên được đến rạp để thưởng thức những bộ phim thật sự có chất lượng và có giá trị trong cuộc sống, để người ta được cảm nhận tốt hơn. Tại vì lúc đó có nhiều người đến rạp mà, sẽ có nhiều câu chuyện được chia sẻ hơn. Cho nên Thành muốn inspire cái điều đó, muốn mọi người Tết được đến rạp xem những bộ phim hay. Nó ngoài những cái nội dung chỉ là vui vẻ rồi chúc tụng nhau có những cái kết thật là đẹp, ví dụ vậy. Thì năm nay Trấn Thành cố gắng để thực hiện dự án phim mới nhất của mình, Sau Bố Già. Đây là một lời rủ rê bất đắc dĩ đến từ nhà tổ chức, là quản lý của tôi, là cô Đỗ Hoàng Vũ. Thưa quý vị, là tôi tiền thân là tôi đang tập trung để làm Mai. Thì lúc đó cô ấy nói thẳng luôn là Hùng bảo tôi mượn tiền Hùng vốn đầu tư để cô ấy làm một bộ phim. Thì bộ phim đó có mời em gái tôi làm vai chính. Cái mình nói thôi bây giờ thì đúng không? Có một cái phim mà support cho em mình thì thôi mình cũng cố gắng ủng hộ cho cô này, rất là khôn đó. Thì mình ủng hộ để coi em mình có một cái cơ hội được làm một cái phim hay. Thì làm một thời gian thì số tiền cô mượn càng ngày càng nhiều hơn. Và cho đến một lúc nào đó tôi nhận thấy rằng tôi hầu như là cổ đông chính của phim. Và tôi nhận thấy điều đó không hợp lý một tí nào. Và tôi cũng có lên xét, thì bây giờ tôi cảm thấy rằng là wow, hình như bây giờ là lúc mình phải nhúng tay vô rồi. Tại vì số tiền mình bỏ ra nhiều quá mà không thể để cho mọi thứ nó được trôi như vậy được. Cho nên lúc đó là Trấn Thành mới ok, thôi mình cố gắng mình đầu tư luôn để làm thành cái bộ phim tốt. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà Trấn Thành làm một cái gì đó cho em gái của mình là Huỳnh Uyển Ân ở đây. Thưa quý vị, tại vì em nó vào nghề từ lâu và Trấn Thành chưa bao giờ giúp đỡ em nó một cái gì hết. Chưa bao giờ Thành giới thiệu cho em nó đến một cái đoàn phim nào, hay là kêu ai nó mời em làm gì đó. Em ngày xưa đó, Ân có xin Thành đi làm theo nghề làm diễn viên. Thành nói là Thành chỉ hỏi Ân có một câu thôi, là có nhắm chịu đựng được những cái cay đắng của cái nghề này không, hoặc là em có chịu đựng được những đàm tiếu và những dị nghị của người đời. Nếu nhắm làm được thì hẳn vô nghề. Thì Ân nói là ok, em đồng ý. Rồi xong cuối cùng là làm diễn viên. Nhưng mà từ lúc làm nghề tới giờ Thành chưa bao giờ hỗ trợ em nó làm một cái gì. Thì vô tình nhờ cái duyên mà Vũ ngỏ ý thì Thành thấy là không quá ok. Thì nếu Vũ đã tin em mình tại sao mình lại không giúp đỡ cho nó một lần. Thì lần này Trấn Thành cũng muốn em gái được debut một cái vai diễn chính đầu tiên của em nó. Hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm thú vị vì một cô diễn viên mới. Và sẽ yêu mến em nó. Một hôm thì anh nói với em là Dánh, tới năm nay chuẩn bị đóng vai chính nha.
Thì cũng từ cái mindset đó em cứ suy nghĩ là cái vai chính chắc là trong dàn chính rồi, chạy chọc chọc chị ra chị vô chị em cũng vui hường hường thôi, cũng được đóng trong phim điện ảnh vai chính mà cũng chọc chọc thì cũng điện ảnh mà. Xong rồi cái tới cái hôm mà đọc kịch bản em mới biết là em chính giữa luôn. Thì lúc đó em mới thì cái hôm đó thì từ cái mà vui hường hường đó em chuyển qua trầm cảm luôn mọi người. Em nói chết rồi, mình đã từng làm việc với anh Thành, mình biết cái nết của anh rất là khó. Nhưng mà những cái người mà rì rì anh sẽ khó nhẹ nhẹ, những cái người chính anh sẽ khó rất là kỳ cục á mọi người. Khó mà, nó không phải khó đâu mà nó là sao á. Cho nên là em lo lắng lắm, chung là lo tới nỗi mà đọc kịch bản xong rồi, thôi kệ đi, đừng lo nữa. Tới lo tới lúc đó cũng bị chửi à, lo làm chi. Cho nên là nó tới giờ em vẫn còn cái cảm giác mà lên set quay mà run bần bật bồ bật, mọi người hiểu không? Cảm ơn những lời nói hoa mỹ của mọi người. Em cảm giác giống hôm nay giống như mọi người dù nghĩ bao nhiêu dành cho hôm nay để nói hay sao á. Các chị yên tâm, đây là những diễn viên sẽ xuất hiện một lần trong dự án phim của tôi. Tin tôi đi, lần sau các chị anh không cần hỏi câu hỏi đó nữa, sẽ là một dạng mới hoàn toàn, không còn ai nữa có cảm giác giống như là làm việc với tôi như một cực hình. Vâng, ai vậy lần sau để tôi kiếm những người mà thật sự cảm thấy thoải mái để họ đến để làm việc với tôi. Tội nghiệp tôi quá. Dạ vâng, tôi như một con quỷ trong mắt mọi người. Không, dạng này không chịu được, không ai chịu được nổi được, chắc chắn luôn.